giúp chồng chị cầm dao mà mình tới thu tiền bốc ra. Ủa chị nhìn nó qua chị nhỏ ta, năm nay em nhiêu tuổi rồi? 52. Kẹp cái mic cho cổ cho mẹ em được không? À quên, 22. Đối độ chị chết luôn. Wow. Sau mình thấy tình hình là thấy anh em YouTube rất là đông luôn các bạn. Do camera đảo là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mấy người luôn. Có một điểm là rất là thắc mắc là người quay thì đông mà người mua thì không có. Có cái bị này, cho em hỏi cái bị này bao nhiêu bị vậy chị? 20 ngàn các bạn. 20 ngàn một bị rất là rẻ luôn. Bị này tầm 1 ký không chị? Không tới. À 7-8 lạng hả? 7-8 lạng một bị rồi các bạn. Mà 20 ngàn thì rất là rẻ luôn. Bữa giờ em cũng coi chị trên YouTube á, thấy rất là hot luôn, là em đi Sài Gòn ấy, sẵn lên ghé thăm luôn. Đó. Bạn này anh ấy nướng không? Trên này cầm gì đó? Ờ, quen à. Nướng nướng mà nóng kinh khủng luôn á. Đấy chưa em? Bây giờ hiện tại bây giờ có ai lấy số này không chị? Không hả? Chị nướng cho em 20 bị nha. Em đi về quê để biếu cho bà con ở quê á. Quê đâu? Quê Ninh Thuận á. Giờ giờ anh về Ninh Thuận luôn hả? Giờ em về Ninh Thuận. Không, giờ về Ninh Thuận nó hơn không ta? Đi mấy tiếng hộ tới nhà. Đi máy tới nhà chắc không hư đâu hả? Này để thì bình thường em để tới tối vẫn ăn được mà. Hai, bốn, sáu, bảy, tám, chín, mười, một. Ôi trời ơi, lỡ đang làm chứ mà chị. Anh em YouTube đông quá rồi ơi. Mấy anh chị ơi, nó nghe nè, nép nép lên cho. Dạ, cho lấy bị cho em luôn. Nguyên ơi. Huy ơi. Đem hết trà đó qua đây. Từ. Dạ giờ anh em về, em mua là em về luôn. Em là bạn của anh đó rồi. Gặp dạ, anh em đây biết mình các bạn. Nhiều người biết lắm á. Nhiều người biết lắm anh ơi. Biết lắm hả? Mình sẽ mua ủng hộ chị 20 các bạn đi về. Rồi mình có được ngồi đây không chị? Có luôn anh. À, trong vô cái quán đầu kia hả? Chị không có nước mắm hả? À vậy là em vô trong kia em ăn thử mình thử như thế nào nha. Ăn tại chỗ luôn cho nó nóng các bạn. Đâu? Hỏi vậy? À là vô quán là phải mua cái gì ăn đúng không? À là mình sẽ hỏi hả? Đây đây. Hỏi cô ba là mình muốn được ăn đúng không? Vậy thôi, vậy nó phiền lắm các bạn, để mình lén mình về nhà mình ăn mình review luôn. Còn không phiền mất người ta đúng không? Giờ sẵn mình làm nước mắm đồ á, ăn nó có chai dựng luôn. Ủa chỉ là cái này em bé không có nước mắm à? Dạ, có làm nước mắm để mọi người về nhà làm cái vừa tí. À vậy hả? Vậy là cái này. Để nhanh ơi. Một bữa hai bữa nữa là em sẽ làm sẽ hết. Về em đem đi cuốn làm cái nào cho nó ngon. Ok, hai, tập trung hết dưới đây rồi, nướng chỗ của tôi, hai, cô ba chiến rồi, bốn, chiến bốn, hết dưới đây rồi, bé Nga, bé Nga nó ở dưới đây rồi này, rồi rồi. Em bán cà tím thì bao nhiêu năm rồi? 4 năm còn đây chồng hả? Chồng đẹp trai kia ta. Kênh YouTube của anh là cú đấm thép á. À, đại tử của anh Kuruman á, anh đầu trọc á. Chung làm chung công ty với anh á, anh mà anh là sếp, anh làm nhân viên. Hôm nay anh đến nói thấy hồi luôn đi. Tiêm đập mạnh luôn, chị cũng sợ luôn. Đó, có thu tiền ok, tiêm đập mạnh luôn hả? Ờ, hồi nãy anh cầm cái mic đó là em biết rồi, dở mà. Cái giang hồ đâu có ai mà cầm mic đó đưa vô nói đâu. À, nhìn mặt dữ quá các bạn. Anh cũng giống như giang hồ. Ồ, giống như giang hồ. Ờ, anh
cú đâm nét hả? Không sao. Ủa là này tại em phải không? Tại em không phải. Đúng rồi anh ơi. Tại em chết luôn anh. Ủa anh em YouTube đâu có kèm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nha. Vậy là 20 bịch không đủ đâu, lấy 30 bịch nha. Lấy 30 bịch nha. Nãy giờ đâu có đủ 20 bịch đâu. 20 bịch đâu. Lấy qua cái bịch con máy cho ta. Mấy bịch hả? Tiếng chữ giùm em đi. Nãy giờ có anh YouTube nào cầm cà nướng không? Giơ lên tiếng gì? Đây nè. Lấy 30 bịch cũng được chị. Cái này là sao? Này là cái nào? Hả? Cái này là cái này là chuyên làm gì cái gì? Xin đồ mà kia cách hiểu luôn. À vậy hả? Làm chung với lâm vlog nghe nổi tiếng họ từ luôn.
một phần gà để ủng hộ cho nhân viên YouTube.